Hello tất cả mọi người đã quay lại với kênh Anh Minh Review. Cuối tập trước, sau trận đấu của Tiêu Viêm với Lục Mục thì liền đến trận của Ngô Hạo. Khi Ngô Hạo vừa xuất đàn thi đấu thì Tiêu Viêm liền cảm giác được tên này rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả Bạc Sơn. Trận đấu của Ngô Hạo cũng rất nhanh kết thúc, chỉ cần hai chiêu hắn đã cho đối thủ nằm đơ vắng rồi. Sau khi đánh bại đối thủ xong, Ngô Hạo liền hướng Tiêu Viêm khiêu khích, nói hắn có dám xuống đây đánh với mình một trận hay không. Tiêu Viêm cũng không phải dạng vự thấy ngô hạo khiêu khách như thế hắn liền đứng dậy so khí thế đang lúc khí thế lên cao sắp xảy ra một cuộc chiến thì hổ kiền đã đem khí thế của hai người phá nát nhận thấy lần này không có khả năng đánh một trận ngô hạo liền hướng tiêu viêm châm chọc vài câu rồi quay người rời đi về phía tiêu viêm hắn ngồi lại khán đài quan sát thêm mấy trận nữa rồi cũng về phòng tu luyện sau hai canh giờ tu luyện tiêu viêm cũng thanh tĩnh trở lại sau đó hắn lấy miếng ngọc có ấn ký linh hồn của tiêu chiến ra quan sát bất giác lúc này nhớ tới cha khiến nội tâm tiêu viêm có chút kích động thanh liên địa tâm hỏa bỗng nhiên bùng lên trong tay giật mình tỉnh lại tiêu viêm thu hồi ngọn lửa thì lại phát hiện miếng ngọc kia không có vấn đề gì hơn nữa đây cũng không phải là miếng ngọc hoàn chỉnh mà nó chỉ là một mảnh vỡ mà thôi nhưng mà đối với nghi hoặc về lai lịch của miếng ngọc này tiêu viêm cũng không có biết nên hắn đành cất miếng ngọc đi đợi khi nào có dịp trở về thì hỏi mấy vị trưởng lãnh sau ngay khi tiêu viêm vừa cất miếng ngọc đi thì dược lão xuất hiện nói vẫn là tâm viêm không có trong học viện sau một hồi suy nghĩ dược lão lại nói tiếp, có khả năng vẫn lạc tâm viêm ở trong nội viện, vì đây mới chính là trung tâm của gia nam học viện. Nếu ngươi có thể tiến vào trong nội viện thì có thể tìm được một số tin tức về vẫn lạc tâm viêm. Nói xong dược lão lại quay vào trong chiếc nhẫn. Sáng hôm sau, vòng thi tuyển cuối cùng cũng diễn ra, chưa đến giờ thi đấu nhưng trên sân đã đông nghịch người. Khi người tham gia thi tuyển đã đến đầy đủ, thì hổ kiền lên tiếng nói. Năm nay hình thức thi tuyển sẽ thay đổi, không phải đơn đấu như mấy năm trước nữa, mà thay vào đó là hỗn chiến. Trong lần thi đấu hỗn chiến này, không cần biết các ngươi sử dụng thủ đoạn gì, chỉ cần là người trụ lại cuối cùng trên sân sẽ là người thắng. Nói xong hắn cho 50 người được chọn ngày hôm qua tiến vào sân. Lúc này, đứng ở trong sân đấu, tiêu viêm và huân nhi có chút giỡn khóc giỡn cười, hắn mới đến học viện nên khả năng kéo bè phái trong hỗn chiến là không có. Nhưng mà mấy tên tình địch kia thì danh tiếng ở đây rất lớn, nói không chừng vừa thi đấu thì cả đám người đã theo phía bọn chúng nhau vào đánh mình cũng nên ngay khi tất cả mọi người đều tiến vào sân hổ kiền liền lên tiếng cho bắt đầu trận đấu tiếng nói vừa rơi xuống tất cả mọi người đều giật ra xung quanh sân đấu không lâu sau đó đã có mấy người bị loại những người còn lại trên sân lúc này bắt đầu tìm người quen để thành lập đội ngũ trong giây lát trên sân đã có rất nhiều đội ngũ trong đó có một số đội mạnh như của bạch sơn hổ gia ngô hạo và đội ngũ hai người là Tiêu viêm và hôn nhi còn những đội ngũ nhỏ kia thành lập xong cũng chỉ kéo dài được dây lát, xong cuối cùng vẫn bị mấy đội mạnh đánh bay ra ngoài. Thấy lúc này trên sân cũng không còn nhiều người, tiêu viêm liền lên tiếng gọi mấy người còn sót lại đang chạy như gà trên sân về phía đội mình nếu không muốn bị loại. Thấy được phao cứu trợ tiêu viêm, những người này liền tiến đến nhập hội. Bạc Sơn thấy hành động đó của tiêu viêm thì tức giận không thôi. Hắn phân phó mấy thành viên trong đội của mình lên xử lý đám người vừa nhập đội tiêu viêm, kèm theo là cầm chân hôn nhi, còn bản thân hắn sẽ xử lý tiêu viêm. Dứt lời, thành sát trường thương lóe lên liền xuất hiện trong tay bạch sơn rồi hắn hướng tiêu viêm đánh tới đối mặt với thế công của bạch sơn tiêu viêm liền nâng huyền trọng thước lên ngăn cản vừa lúc ngăn được thương ảnh tiêu viêm liền đem huyền trọng thước hung hăng bổ xuống đỉnh đầu bạch sơn đối mặt với thế công hung hãn của tiêu viêm bạch sơn không chọn đón đỡ mà liền rút lui ra sau một kích đánh hụt tiêu viêm liền đưa mắt quan sát chiến trường bên dưới về phía huân nhi thì có thể nhanh chóng giải quyết được bốn gã đỉnh cấp đấu sư nhưng mà mấy tên ăn hại vừa thu vào chắc chỉ qua mấy hiệp nữa sẽ bị đánh bay ra ngoài đứng ở đối diện thấy tiêu viêm đang trầm tư suy nghĩ bạch sơn liền thi triển ra một chiêu mạnh nhất của mình để nhanh chóng giải quyết tiêu viêm trường thương trong tay bạch sơn nhanh chóng tích tụ năng lượng trong phút chốc đã hóa thành một thanh lôi điện thương màu bạc hướng phi tiêu viêm công kích tới giây lát sau khi thanh trường thương vừa phóng ra trên mặt sàn đấu đã xuất hiện một cái rãnh sâu ngay sau đó là một tiếng đổ đinh tai vang lên đúng vị trí mà tiêu viêm đứng bụi mù do lôi điện nổ tỏa ra khắp nơi, khiến mọi người không biết được cụ thể tình trạng của tiêu viêm như thế nào. Mà Bạch Sơn lúc này, do thi triển một cách vừa rồi, nên gương mặt đã trở nên tái nhật, trên trán đã xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh. Hắn cũng chăm chú nhìn về vị trí mà khi trước tiêu viêm đứng. Một lúc sau, bụi mù dần tản đi, từ trong hố sâu đó lờ mờ xuất hiện một bóng người được bao bọc trong thanh sắc hỏa diễm. Nhận thấy bóng người kia là tiêu viêm khiến Bạch Sơn bỗng nhiên hoảng hốt. Nhưng mà không để cho Bạch Sơn có thêm hành động gì, thì tiêu viêm đã lên tiếng nói nếu ngươi đánh xong rồi thì bây giờ đến lượt ta. lời nói tiêu viêm vừa dứt thì bạch sơn như cảm thấy nguy hiểm nên liền lùi về sau. nhưng đúng lúc này hắn lại cảm thấy có một cảm giác nóng cháy từ sau truyền tới. quay người lại cắn răng ngăn cản một quyền này của tiêu viêm làm cho bạch sơn ăn không ít thiệt thòi. sau đó tiêu viêm cứ cận thân chiến với bạch sơn. mà đối với bạch sơn ở trong chiến đấu cận thân thế này thì hắn không thể sử dụng được trường thương nên đành có cách vừa đánh vừa chạy thôi. ở trên khán đài khi mọi người thấy Bạch Sơn danh tiếng lưỡi lừng hiện tại bị Tiêu Viêm đánh cho chạy loạn trên sân đấu thế kia thì không khỏi liếu lưỡi. Đến cuối cùng, Tiêu Viêm cho Bạch Sơn ăn một quyền, khiến hắn bay ngược ra sau mấy chục trượng mới dừng lại được. Vừa ổn định được thân thể thì Bạch Sơn phun ra một ngụm máu, sắc mặt hắn thi trắng bệt, oán đột nhìn Tiêu Viêm. Đúng vào lúc này, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm không ngừng bành trướng, dường như sắp có dấu hiệu được phá. Thấy tình cảnh này của Tiêu Viêm, Bạch Sơn ở đằng xa cười lớn nói, Tiêu Viêm, xem ra lần này ông trời cũng đứng về phía ta rồi. Đang lúc tiêu viêm không biết nên xử lý thế nào, thì Hôn Nhi xuất hiện trước mặt hắn nói, tiêu viêm ca ca cứ yên tâm đột phá đi, ta sẽ giúp huynh ngăn cản bọn họ. Nghe Huân Nhi nói vậy, tiêu viêm liền nói, cho ta 10 phút, sau đó thì hắn khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị đột phá. Về phía Bạc Sơn, đang có cơ hội đánh bại tiêu viêm, không ngờ lại bị Hôn Nhi tiến ra ngăn cản, thì hắn liền hướng Ngô Hạo và Hổ Gia đưa ra ý kiến liên thủ đánh tiêu viêm trước.